Công ty nhà đất Huyền Trân Thái xin chào cả nhà. Thì em là Thu Nhiên và hiện tại là em đang ở ấp Bình Hòa Đông của xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà cùng xem một lô đất nền nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa này luôn nha. Với giá chỉ có 380 triệu thôi. Thì trong đó đất sẽ có sổ hồng riêng, có sẵn thổ cư, pháp lý đầy đủ hết ha. Thì để bây giờ em sẽ giới thiệu về cái hướng đi và cái vị trí trước. Sau đó em sẽ chỉ ranh giới đất cho cả nhà mình cùng xem nha. Từ cái vị trí đất mà hôm nay em giới thiệu ở đây ha, cả nhà đi lại đây khoảng 70m. Sau đó là mình sẽ rẽ phải chạy theo con đường lộ nhựa này. Thì mình đi theo một đường thẳng tầm khoảng 2,3 cây số thôi là mình sẽ ra đến đầu quốc lộ 50. Và từ quốc lộ 50 đó, nếu như rẽ phải là mình sẽ về thị trấn Chợ Gạo, về Mỹ Tho. Còn nếu như mà mình rẽ trái là mình sẽ về thị trấn Vĩnh Bình, về thị xã Gò Công á cả nhà. Đó, thì cái khu vực ở đây nha, dân cư em thấy rất là đông luôn. Điện nước wifi sẽ có đầy đủ hết. Em thấy là có cả hệ thống đèn đường chiếu sáng luôn nè ha cả nhà. Đó, đây cho cả nhà xem xung quanh dân cư của mình nè. Đó, có trụ điện của nhà nước đầy đủ hết ha. Rồi thì cái lô đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho cả nhà mình xem chính là cái lô đất này. Thì với tổng diện tích là 270m², trong đó đã có sẵn 100m² là thổ cư rồi. Với mặt tiền bề ngang là khoảng 9m nha. 9m là mình sẽ bắt đầu mình tính từ cái khoảng cái cây trụ ở bên này nè. Mình sẽ đo ngược qua bên này là khoảng 9m. Chiều sâu vô hết đất luôn là khoảng 41m8 nha. Và đất của mình ở cuối đất sẽ bị teo hậu nha cả nhà. Thì mặt tiền là khoảng 9m và hậu của mình là còn khoảng 4m96 á cả nhà ha. Có sổ hồng riêng đầy đủ hết và hiện tại chủ đang kêu với giá là 380 triệu nha. Giá cả sẽ còn thương lượng bớt lọc nhẹ nữa. Cho nên là cả nhà mình có quan tâm đến cái miếng đất này thì mình có thể liên hệ cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình nha. Để em dẫn cả nhà đi xem rồi mình sẽ thương lượng giá cả với chủ luôn ha. Đất mặt tiền đường lộ nhựa nè, xe ô tô đi thoải mái luôn, đường thông hai hướng nha. Khu vực ở đây thì dân cư cũng rất là đông luôn. Với tổng diện tích đất là 270m², có sẵn 100m² thổ cư. Mặt tiền bề ngang là khoảng 9m, hậu thì còn lại là khoảng 4m96, chiều dài là khoảng 41m8 nha. Giá là 380 triệu ha. Đây, em sẽ xuống cuối đất để chỉ ranh cho cả nhà mình xem nha. Xung quanh thì nhà hàng xóm cũng khá là đông luôn. Cái lô đất của mình thì nằm ngay chỗ vị trí góc hai mặt tiền cả nhà. Đường này là đường đi vô trong nhà dân này ha. Này em đây, cây trụ ở cuối đất của mình là ngay chỗ vị trí cây trụ này nè ha cả nhà. Từ cây trụ này đi qua là khoảng 4m96 nha. Đó, có một cái ao ở cuối đất nè, mình có thể nuôi cá ha. Đó, xung quanh thì dân cư cũng khá là đông luôn. Với diện tích là 270m², thì nếu như mà cả nhà mình mà có tài chính thấp, mình muốn tìm một miếng đất để có thể xây nhà ở định cư lâu dài và còn thêm một cái khoảng đất để mà mình có thể trồng trọt chăn nuôi, thì cả nhà có thể quan tâm đến cái lô đất này nha. Với diện tích là 270m² luôn nha, có sẵn 100m² thổ cư rồi, sổ hồng riêng pháp lý đầy đủ hết. Mặt tiền bề ngang là khoảng 9m thì sẽ bị teo hậu, hậu còn khoảng 4m96, còn chiều dài của miếng đất mình là khoảng 41m8 nha cả nhà. Giá thì chỉ có 380 triệu thôi. Mà mặt tiền đường lộ nhựa, đường thông hai hướng nha. Đường này là xe ô tô 16 chỗ là đi thoải mái, đi vi vu luôn ha. Khu vực rất là đông dân cư luôn. Xung quanh thì không có màu mã gì hết. Điện nước wifi có đầy đủ. Ở đây thì sẽ sử dụng nước máy của nhà nước hết luôn nha cả nhà. Đó, để em lên em mở định vị cho cả nhà cùng xem nha. Rồi thì trước tiên nha, mặt tiền lô đất của mình sẽ được quay về hướng Bắc nha cả nhà. Đó, mặt tiền đất quay về hướng Bắc nha.
Đây cả nhà xem nè, cái nút màu xanh xanh chính là cái vị trí em đang đứng ở đất của mình đó. Xung quanh đây dân cư rất là đông luôn, và xung quanh đất là không có mồ mả gì hết ha. Đối diện qua đất thì cũng có nhà hàng xóm nè đó, rồi xung quanh ở đây cũng có nhà hàng xóm nữa nè, rất là đông ha. Rồi thì nếu như mà từ cái vị trí lô đất của mình ở đây á, đi ra tới ngoài đầu quốc lộ 50 thì trung bình chỉ có khoảng 2,3 cây số thôi nha. Còn nếu như mà ở đây đi chợ nè, rồi trường học ủy ban á, thì mình sẽ đi chợ của xã Bình Nhì ha. À, từ đây á, mình đi tầm khoảng 1,8 cây số là sẽ ra tới vị trí chợ Bình Nhì nha. À, nó sẽ có đường gần hơn là chỉ có khoảng 1,6 cây số thôi. Đây cả nhà xem nè. À, 1,6 cây số trung bình mình đi khoảng 5 phút là sẽ tới vị trí chợ Bình Nhì nè. Xung quanh ở đây thì em thấy có trạm y tế nè, có nhà văn hóa nè. Đó, rồi có ủy ban, có trường học, có trụ sở ấp luôn. 1,6 cây số là 5 phút ha. Đây, cho cả nhà xem lại nè ha. À, ngay vị trí chợ Bình Nhì nè, thì ở bên này có trạm y tế nè, có nhà văn hóa nè. Đó, rồi có trụ sở ấp nè, đầy đủ hết, ủy ban đồ ha, trường học đồ luôn. Đó, rất là đông ở đây luôn, trung bình mình đi chỉ có khoảng 5 phút thôi ha. Còn nếu như mà từ ở đây á, cả nhà muốn cho con em mình đi trường học á, thì xung quanh rất là nhiều trường học luôn. Đây, như cả nhà thấy nè. À, cái nút màu xanh xanh là cái vị trí em đang đứng ở đất ha. Thì xung quanh ở đây á, em thấy là có trường tiểu học Trần Văn Thiện nè. Rồi ở ngoài quốc lộ là sẽ có trường tiểu học Bùi Thanh Liêm nè. Rồi bên này thì cũng có trường tiểu học rất là nhiều luôn. Đó, Trần Văn Thiện nè, trường trung học cơ sở Võ Đăng Được nè. Đó. Rồi nếu như á, mà mình đi học trường cấp 3 thì mình có thể đi vô trong thị trấn Vĩnh Bình. À, để em xem thử coi từ đây vô thị trấn Vĩnh Bình bao xa ha. Từ đây mà mình xuống tới trường trung học phổ thông của thị trấn Vĩnh Bình thì trung bình em thấy chỉ có tầm khoảng 3 cây số thôi nha cả nhà. Này, trung bình là khoảng 3 cây số nè, mình đi cũng khoảng 5 phút thôi là tới trường cấp 3 rồi. Đó, trường cấp 3 của Vĩnh Bình ha. Còn nếu như ở đây mình vô tới trong trung tâm của thị trấn Vĩnh Bình luôn, ở đó thì sẽ có đầy đủ hơn như là ngân hàng nè, rồi văn phòng công chứng nè, hay là cây ATM, nhà văn hóa, công viên đồ đó, siêu thị điện máy xanh, Bách Hóa Xanh đồ đó ha. Thì trung bình mà cả nhà mình đi là tầm khoảng 4,2 cây số nha. 4,2 cây số tầm khoảng 7 phút là mình sẽ vô tới trong trung tâm của thị trấn Vĩnh Bình nha. Ở đó thì sẽ có chợ của thị trấn Vĩnh Bình nè, có ngân hàng nè, có văn phòng công chứng nè, có cây ATM hay là siêu thị điện máy xanh hay là Bách Hóa Xanh nè ha. Rồi công viên, nhà văn hóa thiếu nhi là có đầy đủ hết. Cả nhà đi là 4,2 cây số khoảng 7 phút nha. Còn nếu như mà từ ở đây mình về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình cả nhà đi là khoảng 62 cây số nha. À, tầm khoảng 1 giờ 37 phút, 62 cây số là mình về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó. À, còn nếu như mà từ vị trí đất của mình ở đây á, cả nhà vô tới trung tâm của thị xã Gò Công đi ha, thì trung bình mà cả nhà đi là tầm khoảng 13 cây số, trung bình là khoảng 20 phút đi là mình sẽ vô tới trong trung tâm của thị xã Gò Công ha. 13 cây số khoảng 20 phút nha. Còn nếu như từ ở đây mình đi về tới trên thành phố Mỹ Tho thì trung bình cả nhà đi là khoảng 30 cây số nha cả nhà. Mình đi khoảng 44 phút là mình về tới thành phố Mỹ Tho rồi ha. Đó, rồi thì em xin nhắc lại nha. Hiện tại là em đang ở xã Bình Nhì của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì trên mặt tiền đường lộ nhựa này có một lô đất đang kêu bán với giá là 380 triệu. Giá cả là sẽ còn thương lượng bớt lọc nữa nha. Với tổng diện tích là 270m², trong đó có sẵn 100m² là thổ cư rồi. À, mặt tiền bề ngang là 9m. Hậu của mình còn lại là 4m96, chiều dài trung bình là 41m8 nha. À, giá thì chỉ có 380 triệu thôi, mặt tiền đường lộ nhựa, khu vực dân cư đông đúc nè. Điện nước wifi có đầy đủ, có hệ thống đèn đường chiếu sáng luôn, đường thông hai hướng luôn ha. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em nha. Cả nhà yêu thích lô đất này, muốn đi xem thì có thể liên hệ cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình ha.